Sách trời ghi rõ, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời, nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Ất Mão trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, được tiên đoán là đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời của mình, bi ai có, đắng cay cũng nhiều, thất bại cũng lắm. Chính vì vậy, bước sang năm Giáp Thìn 2024, con giáp này đã tự nhắc nhở bản thân mình cần phải cẩn thận hơn, nghiêm túc cố gắng hơn trong công việc của mình. Đặc biệt, nếu như nam mệnh Ất Mão biết nắm bắt được ba cơ hội vàng này, thì ắt sẽ cải biến được số phận, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang là có thật. Vậy, năm 2024 tới đây, tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, ba cơ hội vàng đó là gì? Vận trình của nam mạng tuổi Ất Mão sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tiên tri tiết lộ chính xác 100%, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vượt qua đại hạn, thoát khỏi tai ương, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, vinh hoa ngập lối, phú quý ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng. Ất Mão, sinh năm 1975, hay còn gọi là Đắc Đạo Chi Miêu, tức là mèo đắc đạo. Năm sinh dương lịch, từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976. Mạng đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Trong cuộc đời Ất Mão được ông quan đế độ mạng, được quan thế âm Bồ Tát ban trí tuệ, hư không tạng Bồ Tát ban phúc đức, dược sư Như Lai ban thọ, văn thù Bồ Tát bảo hộ. Ất Mão là người thông minh, hiểu biết và thành thạo nhiều nghề, nhưng tính không kiên nhẫn nên hay bỏ dở giữa chừng. Tuổi này có số phú quý, học hành thành đạt, tính người ôn hòa, mềm mỏng, song họ là những người có bản lĩnh, lòng tin kiên định, theo đuổi đến cùng mục đích của mình, tốt số thì làm quan, làm tướng. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt, bên dưới vẻ ngoài vô tình, lãnh đạm, với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Ất Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Tuổi Ất Mão nam mạng là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng thoải mái, phong phú, lạc quan, yêu đời. Nam giới tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy, họ thường gặp nhiều may mắn, hậu vận sung sướng, an nhàn, hưởng thọ lâu, từ tuổi 70 trở lên. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách nho nhã, hiền hòa nhất, những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế. Biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình, họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nam mệnh, nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Tuổi Ất Mão yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ, ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ hình mẫu. Họ ghét sự ràng buộc, bức bí, chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Do không bị bó buộc khô cứng, nên cách làm việc của họ mang tính chất cảm hứng cao. Nếu như có hứng thú, họ làm việc hiệu quả nhanh gấp 10 lần và ngược lại, kết quả công việc không cao nếu như họ mất cảm hứng. Nam tuổi Ất Mão thường có thiên phú tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé, thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm để nhiều đề tài yêu thích, nên có kiến thức uyên bác, sâu rộng, trong công việc họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Tuổi Ất Mão tuy đa tài, nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Cần đề phòng các bệnh về mắt, thị lực kém, cận thị, đau đầu, mất ngủ về đêm, do hoạt động trí não, căng thẳng và với cường độ cao, tần suất liên tục.
Dù là con giáp dễ bị hiểu lầm, nhưng đối với họ người khác đánh giá sao cũng không quan trọng lắm, vì họ luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với những người xung quanh. Họ có nhân sinh quan tiến thủ, tích cực phấn đấu vì công danh, tiền tài và mong muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Ất Mão trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Ất Mão theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Giáp, Bình Hòa, tự thân lo làm lo ăn, hầu như không có sự trợ giúp nào từ người thân hay bạn bè. Xét về địa chi, Mão gặp Thìn, Lâm cục diện hại thái tuế, vận khí không lý tưởng, công việc đa phần gặp trắc trở, mưu sự vấp phải nhiều vấn đề vượt tầm kiểm soát. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành thủy, gặp năm Giáp Thìn hành hỏa, bị khắc chế, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc. Trong năm, cũng lưu ý vấn đề cho vay mượn tiền bạc, kẻo lại mất tiền mà mối quan hệ cũng mất. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành, lưu niên, nam mạng Ất Mão, sinh năm 1975, phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách trong năm 2024 này. Hầu như mọi việc đều phải tự thân lo liệu. Vận tiểu nhân vận khá lớn, sức cạnh tranh trong công việc và kinh doanh đều gia tăng, đòi hỏi bản mệnh phải có sự tỉnh táo và đề phòng kẻo gặp nhiều bất lợi. Thứ hai, xem tử vi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, Ất Mão nam mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao cát tinh thuộc hệ thống cửu diệu niên hạn, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn có nghĩa là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa. Người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến. Thậm chí, người xưa còn ví rằng vượng khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mệnh gặp sao này thì sự nghiệp sán lạn, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành. Nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con thương yêu lo toan gánh vác mọi việc. Con cái gặp sao Thái Dương, học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương có bài thơ như sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vô, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương là sao tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Tuổi Ất Mão nam mạng, năm 2024, gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát, nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, làm một tháng bằng cả năm đấy nhé. Bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng, vì vậy để được các gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực, kiêng kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác, nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch hao tốn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài, tránh được năm hạn, thoát khỏi tai ương, mệnh chủ cũng nên hành thiện tích đức, làm điều thiện xuất phát từ tấm lòng, yêu thương giúp đỡ mọi người mà không cần hồi đáp, nhận lại. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Ất Mão theo niên hạn là hạn toán tận. Hạn toán tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 đến hạn thì toán tận là đại hạn chủ về, tiền bạc, tài sản, hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đối với nam. Viết về tính chất của hạn toán tận, trong dân gian vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gửi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỹ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu như người phúc đức kém, vận số xấu, có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản. Khi đang di chuyển trên đường, nhẹ thì chỉ bị mất tiền của, nặng thì có thể gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng. Hay hồn hạp làm ăn, dễ bị thua lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng, lâm vào cảnh tán gia bại sản. Dễ bị xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới, do đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động,
hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2024, nam mệnh tuổi Ất Mão gặp phải hạn này, cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận kẻo vấp ngã, tai nạn xe cộ. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Ất Mão, nam mạng. Tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức là chuột gặp đồng lúa. Hình tượng mang ý nghĩa về sự no đủ, tiền bạc hết rồi lại có, cơ hội thăng tiến, tài chính ngày một gia tăng, thậm chí có cơ may trúng số. Về chuyện tình cảm, 2024 hứa hẹn là năm mà đương số đắc thắng về tình ái, gia đạo êm ấm, đón tin vui về chuyện con cái. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một số cơ hội tình cảm trong năm nay, bạn có thể chấp lấy cơ hội đó để có người kề cận sớm hôm. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Ất Mão nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Ất Mão không phạm tam tai, mưu sự thuận lợi, nỗ lực ắt được đền đáp xứng đáng. Kim lâu năm 2024. Tuổi Ất Mão không phạm kim lâu, có thể mua nhà, làm nhà, hoặc đứng tên, đứng tuổi, tiến hành đại sự trong gia tộc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Ất Mão phạm hoang ốc, đây là yếu tố xem xét khi tiến hành mua hoặc xây dựng nhà cửa. Nếu vẫn muốn tiến hành việc này, có thể làm thủ tục mượn tuổi để giải xui. Tiểu kết, đương số có một năm 2024, chủ về bình hòa, mưu sự dễ thành, do có cát tinh đồng hành, nỗ lực bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, đời sống tinh thần hay vật chất đều được như ý, bớt đi nhiều phần lo toan. Về mặt sự nghiệp, những người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, khi bước sang năm 2024, gặp đồng thời cục diện hại thái tuế, khiến vận trình gặp nhiều khó khăn, áp lực, thách thức. Nhìn chung, bản mệnh phải tự mình nỗ lực mới đạt được thành tựu khả quan hơn. Xem tử vi tuổi Ất Mão, vốn coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức, vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong năm này, Ất Mão chịu ảnh hưởng lớn từ thái tuế 2024 mà công việc bất mãn, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên, theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để đương số tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu, để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Hung vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Trong hung tàng cát, sao tốt chủ về công danh là ấn quan, sẽ giúp gia tăng phúc thọ, cứu giải nạn nguy cho Ất Mão vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự, thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Một may mắn nữa là trong năm có Thái Dương cát tinh hỗ trợ, đương số vẫn gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Lúc nguy cấp còn được chỉ rõ đường đi, nước bước, cần chủ động nắm bắt những cơ hội trời ban này để có thể lội ngược dòng thành công. Nhìn chung, năm Giáp Thìn 2024 với tuổi Ất Mão diễn ra tốt đẹp hay trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn vào với một guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân. Với những kinh nghiệm thực chiến, để ngày càng trưởng thành hơn, hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống. Về phương diện tài lộc, tuổi Ất Mão được dự đoán có mót năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút, hung vận từ hại thái tuế, sẽ khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay nâng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là trả một cái giá không nhỏ. Do đó, trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy, bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chỉ tiêu chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2024. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm tuổi Ất Mão liên tục bị chịu áp lực về tài chính, hao tốn tiền của, phá tài.
Nhưng một khi đã vượt qua, con giáp này vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân và cát tinh sẽ giúp cho vận trình của bạn tươi sáng hơn. Vậy nên, đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội vàng bỏ cuộc, kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục, cát tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn trông khá vượt đào hoa, có quan hệ xã giao rộng, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, cục diện tương hại lại khiến tình cảm dễ đến dễ đi, có hỷ ái, có ưu sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Con giáp này gặp nhiều người, nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bạn còn có thể mất cả chì lẫn chài. Những người đã lập gia đình thì lại càng phải quan tâm nhiều tới gia đạo. Những mâu thuẫn vụn vặt thường ngày, nếu không xử lý thỏa đáng, cũng có thể phá hỏng hòa khí trong gia đình. Bản mệnh cũng nên đứng ra điều tiết các mối quan hệ trong nhà, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với con cái để không tạo thành khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nhé. Về mặt sức khỏe. Sức khỏe của Ất Mão cũng cần được quan tâm, chăm sóc cẩn thận hơn trong năm nay. Chẳng những khó có được thể trạng sung túc như mong muốn, con giáp này còn dễ mắc bệnh theo mùa, bệnh cũ tái phát, bệnh nhẹ trở nặng. Ngoài ra, sự tác động của Thái Tuế kết hợp cùng Thiên Cầu hung tinh có thể gây ra điềm báo tai nạn bất ngờ, bản mệnh thận trọng khi đi lại. 3 tháng cuối năm, hạn chế đi đường sông nước, kẻo gặp họa, nam mạng Ất Mão cần để ý các vấn đề liên quan đến tim mạch và mỡ máu. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Ất Mão, sinh năm 1975. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mắt cơ hội. Đeo đồ phong thủy, nam mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý, màu nâu, vàng như thạch anh lưu ly nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tộc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần để mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi trời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người khác hợp tác ăn chung, cản trở làm mất hết tiền đầu tư. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, khi đối mặt với nhiều tình huống trong cuộc sống, tính cách của bạn sẽ bộc lộ rõ ràng nhất. Vậy nên, ngay bây giờ hãy trải nghiệm thật nhiều để hiểu được mình, biết mình qua câu chuyện, triết lý nhân sinh cảm ngộ. Câu chuyện, nước và chiếc chén. Nếu ví cuộc sống này là nước, thì công việc, tiền tài, địa vị chính là chén đựng nước. Nếu bạn cứ hoài phí tâm tư ở cái chén, thì mọi người sao còn có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa. Đây chẳng phải là tự mình đi tìm phiền não hay sao? Một lần nọ, mấy người bạn học cùng nhau đến nhà thầy giáo thời đại học. Thầy giáo rất vui mừng, hỏi han cuộc sống của học trò cũ, không ngờ chỉ một câu hỏi của thầy đã khiến mọi người phàn nàn không thôi. Mọi người nhao nhao nói ra những việc không như ý trong cuộc sống. Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, như áp lực công việc, cuộc sống có nhiều phiền não,
buôn bán cạnh tranh, khó khăn, con đường thăng tiến tắc nghẽn, ai cũng tranh thủ kể câu chuyện của mình, con thầy giáo ngồi lắng nghe, cười và không nói gì. Sau đó, ông đi vào bếp lấy ra mấy chén trà đặt lên bàn. Những cái chén này có đủ kiểu khác nhau, có cái làm bằng sứ, có cái làm bằng thủy tinh, có cái làm bằng đất nung, cái thì thoạt nhìn xa hoa cao quý, cái nhìn có vẻ bình thường sơ sài. Thầy giáo ngồi xuống và nói: "Tất cả đều là học trò của ta, cho nên ta sẽ không xem mọi người là khách, nếu ai khát thì tự mình rót nước mà uống đi." Những người học trò nói, bây giờ như xả được một bổ tâm sự. Giờ đã cảm thấy khát khô miệng, liền cầm cái chén mà mình cảm thấy ưng ý lên uống. Chờ trong tay, mọi người đều cầm chén, thầy mới nói: "Các trò có phát hiện ra rằng, trong tay mỗi người là một cái chén được trang trí tỉ mỉ, còn cái chén làm bằng đất nung thì lại không có ai chọn. Đương nhiên, tất cả đều không hiểu vì sao, ai cũng hy vọng rằng cái chén mình cầm trên tay là cái đẹp nhất." Thầy thấy ai cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì liền nói, đây là nguồn gốc của phiền não của các trò. Mọi người cần là thứ nước bên trong, mà không phải là cái chén đựng nó, nhưng chúng ta vô tình hay cố ý, lại đi chọn cái chén tốt nhất. Điều này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy, nếu cuộc sống được ví như nước, thì công việc, tiền bạc, địa vị, tất cả những thứ này chính là chén. Chúng ta chỉ là thứ công cụ để chứa được nước, cuộc sống của chúng ta mà thôi. Trong những năm thăng trầm của cuộc đời, đừng tự trách mình. Trong ký ức của bạn về những tình huống đó, bạn sẽ thổi phồng chúng lên vì bạn nghĩ quá về chúng. Bạn cần phải vượt qua, quên đi những cảm xúc tiêu cực, đặt những vấn đề đó trong bối cảnh thực tế. Hãy khoan dung với bản thân, nghĩa cách để mình tiến bộ, đừng mãi chôn mình trong quá khứ. Cái chén có đẹp hay xấu cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Nếu cứ mãi phí tâm tư ở cái chén, thì mọi người sao có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa. Đừng phiền não, hãy hướng về phía trước, tương lai tươi đẹp chắc chắn đang chờ đón bạn. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Mão, nam mệnh, trong năm 2024 này. Quý anh tuổi Ất Mão thân mến, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, chúng ta hay tự hỏi, tại sao lại là tôi, chứ không phải người khác? Câu hỏi này đã nói lên rằng, bạn oán giận hoàn cảnh, không hài lòng với những gì xảy ra với mình, nghĩa là bạn đang đổ lỗi cho từng người, cho đối tượng bên ngoài. Thậm chí, đã có những lúc bạn ước rằng mình đủ may mắn để được sinh ra ở một nơi khác, trong hoàn cảnh khác, muốn được may mắn như người ta. Thế nhưng, cuộc đời này ít người may mắn, chỉ là bạn đã không biết họ từng nỗ lực thế nào mà thôi. Thay vì sự oán hận, hãy tự hỏi bạn đã bỏ ra những gì để có được sự thành công giàu có chưa? Nhiều người ngưỡng mộ những đại gia nhiều tiền, nhưng nhìn sau những thành công, những túi tiền đó chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Vẫn còn những tư tưởng như thế đều xuất phát từ tâm nghèo khó mà ra, vì thế ít nhất bạn phải biết thay đổi tư tưởng, góc nhìn của chính mình xem sao. Nếu bạn vẫn mãi ở trong vòng luẩn quẩn, thì đơn giản là tư duy của bạn vẫn mãi ở một chỗ suốt nhiều năm. Muốn trở thành người như thế nào thì tư tưởng của bạn cũng phải tương ứng như thế, thế nhưng bạn thấy việc học hỏi là khó, thực hành là vất vả, rồi bỏ cuộc giữa chừng thì cũng đừng oán trách ai. Muốn cải thiện con người, phải cải thiện tư tưởng, ít nhất bạn cần quên đi việc mong chờ sự may mắn, hiếm ai có thể giàu lên nhờ may mắn. Vì thế, nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải sẵn sàng trả giá bằng trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu dành đủ thời gian để làm điều mình muốn, bạn sẽ sớm được hưởng trái ngọt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.